Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua các sở ngành địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã và đang tích cực triển khai việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được giao quản lý vận hành cái hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Hiện nay đã cấp cho hơn 6.000 hộp thư công vụ của cán bộ công chức kể cả cấp xã, và tại trung tâm tích hợp dữ liệu thì cũng đã triển khai cái trục liên thông quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Hưng Yên liên thông đến trung ương. Hiện tỉnh đã triển khai xong hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đến 100% sở ban ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và 100% xã phường, thị trấn. Đặc biệt, ngày 16 tháng 9 năm 2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã giúp các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn. Trung tâm hiện đang triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính của 15 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cùng một số cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn. Theo đó, công dân tổ chức có thể gửi trực tiếp hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử theo địa chỉ truy cập mộtcua.hungyen.gov.vn. Đơn vị cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận trực tuyến hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ dịchvucong.hungyen.gov.vn. Sau khi hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết, công dân tổ chức có thể nhận trả kết quả trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bằng hình thức trực tiếp. VNPT Hưng Yên cũng đã triển khai cái hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức và cá nhân. Để giúp người dân thực hiện thủ tục 3-4 cách thuận tiện thì chúng tôi luôn hỗ trợ 24/7 cho người dân trên các cái số chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Và ngoài ra thì VNPT Hưng Yên có các cánh tay nối dài tại các huyện, thành phố khác thì có thể hỗ trợ người dân ở bất cứ nơi nào, địa điểm nào trên toàn tỉnh Hưng Yên. Sở Giao thông Vận tải là một trong những đơn vị được đánh giá thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến luôn được sở xem là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử.
Để tạo thuận lợi cho người dân, Sở Giao thông Vận tải đã lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ năng lực trình độ chuyên môn trực để xử lý nhanh công việc tại bộ phận một cửa, trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giao thông vận tải đang được áp dụng cho gần 100 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4. Đối với Sở Giao thông thì hiện tại đang triển khai 42 cái thủ tục mức độ 3 và 17 cái thủ tục mức độ 4, chiếm đến trên 50% các cái thủ tục. Đối với dịch vụ công mức độ 4 ấy, thì trung bình hàng tháng thì cũng khoảng 100 hồ sơ. Hiện toàn tỉnh có trên 2.000 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông và được đăng tải trên cổng thông tin dịch vụ công, phần mềm một cửa và trên trang thông tin điện tử của các đơn vị trong tỉnh. Ở mức độ 1 và mức độ 2 đạt 100%. Tỉnh đã cung cấp gần 800 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, trong đó có 544 dịch vụ mức độ 3 và 253 dịch vụ mức độ 4. Từ ngày 9 tháng 12 năm 2019, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được khai trương đã có thêm 6 dịch vụ công trực tuyến liên thông cấp quốc gia được thực hiện từ tỉnh tới trung ương, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tỉnh, như đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế, thông báo hoạt động khuyến mại, đăng ký khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng, dịch vụ cấp điện hạ áp. Trong đó, có nhiều đơn vị thực hiện tốt là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Công thương, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thì mức độ 3 thì đa số là người dân dọn đến đây giải quyết, còn mức độ 4 đa số nhà ta gửi trên qua phần online. Đầu năm giờ Sở Công thương tiếp nhận thì 5.773 thủ tục, thì mức độ 4 là hơn 400 thủ tục, còn đâu là mức độ 3. Đơn vị mình thì thường xuyên là sử dụng cái dịch vụ công thì nó rất là thuận tiện cho công việc, tức là mình không phải di chuyển đi lại. Tất cả các hóa đơn chứng từ hoặc là những cái chứng từ liên quan bảo hiểm cũng như là những cái liên quan đến công tác hành chính thì gửi trực tuyến qua cổng điện tử. Cán bộ nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình và thủ tục rất là nhanh gọn. Thủ tục hành chính được triển khai liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã, giúp người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần có kết nối Internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng đã tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại cho người sử dụng, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh. Ủy ban tỉnh đã tối giản các thủ tục hành chính, hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều. Về cấp phép, giấy phép lao động thì trước kia thì đã là 7 ngày. Tuy nhiên hiện tại thì cơ quan cũng chỉ đạo giảm xuống 5 ngày. Hoặc là trong cái trường hợp cấp lại giấy phép lao động thì đã giảm từ 5 đến 3 ngày, đã làm hỗ trợ rất là nhiều cho các doanh nghiệp. Tôi thấy đến đây làm thủ tục hành chính thì các anh chị đón tiếp rất là nhiệt tình này, và chúng tôi làm được các anh chị làm hồ sơ cho rất là nhanh. Khi mà chúng tôi làm xong thì chúng tôi có thể về, chúng tôi có thể check được qua mạng, tôi xem được cái thông tin của chúng tôi một cách rất là nhanh và chính xác đấy. Chỉ tính riêng trong năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 924.000 hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến. Trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn trên 921.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 99%. Tuy nhiên, dù có nhiều tiện ích, nhưng việc tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến trong toàn tỉnh vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ở cấp huyện, thành phố, thị xã. Trong cái thời gian vừa qua thì cái dịch vụ 3-4 của Ủy ban huyện tại cái tổ một cửa của Ủy ban huyện đã thực hiện, trong đó đặc biệt đến cái dịch vụ công ở mức độ 3, còn ở mức độ 4 thì cũng là đã triển khai, nhưng mà vì do người dân người ta chưa quen với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc làm cái dịch vụ công 3-4 nên là cũng đã triển khai, nhưng mà người dân đến thực hiện đăng ký là cũng tương đối thấp. Nguyên nhân là do một số tổ chức công dân chưa biết đến dịch vụ này và có tâm lý e ngại, sợ thất lạc hồ sơ khi gửi qua mạng, nên thường đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
trình độ và điều kiện sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, người cao tuổi còn nhiều hạn chế, là rào cản lớn nhất trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Trong khi đó, dữ liệu thông tin liên quan đến thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 3 và 4 trên website của các địa phương, đơn vị còn thiếu, cập nhật chưa đầy đủ, khó tra cứu, khó sử dụng. Công tác tuyên truyền về những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến cũng chưa được đẩy mạnh, nên tỷ lệ người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức này còn thấp. Để mà sử dụng tốt cái dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là mức độ 3, mức độ 4 trong thời gian tới thì các sở ngành và các địa phương thì cũng cần phải tập trung xây dựng các cái bộ tài liệu, video hướng dẫn cụ thể làm sao mà để toát lên được cái lợi ích cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến, quán triệt cán bộ công chức phải xử lý hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường mạng để tạo ra cái niềm tin cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng, đảm bảo cho cái hệ thống dịch vụ công cấp cho người dân thông suốt. Chúng tôi cũng đang rà soát lại hệ thống để nâng cấp trong thời gian tới, làm sao đảm bảo được là số lượng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chúng ta là đạt 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 25% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính. Chuyên mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.